Dạ xin chào anh em. Thì hôm nay em lại về một số đồ mới nữa nên em làm một cái video để giới thiệu đến anh em các sản phẩm đang có tại kho của em cho anh em mình tham khảo và lựa chọn sản phẩm nha anh em. Dạ bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến anh em là cái máy hút bụi sử dụng pin 18V của Ryobi. Đó, máy hút bụi sử dụng pin 18V của Ryobi thì cái này thuộc dạng cầm tay nhỏ gọn. Mình để dành mình hút trong xe hơi, trong khe cửa, trong những cái chỗ mà diện tích nhỏ gọn mà dễ xài á, thì chỉ cần mình cắm cục pin vô trong cái đuôi nó là mình bấm thôi. Thì nó rất là mạnh. Để em cắm cục pin thử cho anh em coi. Nè, đây thì cái công tắc anh em cầm một tay rất là nhỏ gọn. Ở dưới đây nó có cái cây chổi nè, anh em rút cái cây chổi ra cắm vô trên cái phần đầu của nó là anh em hút nó sẽ dễ hơn đó. Thì cái này nè, cái thân máy, cái body 18V hút bụi này á, thì giá nó là 1,3 triệu nha anh em, chưa pin sạc. Anh em nào mà cần pin sạc thì cứ liên hệ cho em luôn, em sẽ báo giá pin sạc riêng cho anh em mình đó. Rồi giờ tiếp theo là tới cưa kiếm cầm tay. Bữa giờ mấy anh em, rất là nhiều anh em tìm cái dòng này, em hết hàng nên em đã có lại, thì em sẽ giới thiệu tiếp đến anh em luôn. Thì cái này á, là nó cầm tay nhỏ gọn đó. Thì bây giờ em cầm pin cho em thử cho anh em luôn, nó sử dụng pin là 18V luôn nha anh em đó. Thì ở đây nó có cái cò nè, để khóa an toàn, với cái cò mình kéo là phía sau mình bấm thôi rồi nó cưa thôi đó nha anh em. Đó, rất là dễ xài luôn đó, rất là dễ xài luôn đó. Thì đi theo máy em sẽ tặng cho anh em một cái lưỡi đó, lưỡi này là lưỡi cắt gỗ. Còn anh em nào mà mình muốn mua thêm á, thì mình mua thêm cái bộ lưỡi, ví dụ cái bộ lưỡi này là 10 chi tiết, nó gồm là lưỡi cắt gỗ với lưỡi cắt sắt luôn, dài ngắn các loại luôn. Thì cái bộ này là 120.000 một bộ, 120.000 một bộ lưỡi này. Còn riêng về cái thân máy này á, là 1,2 triệu, 1,2 triệu anh em. Tình trạng máy thì nó cũng khoảng là 85-90% gì đó. Đó, nó bị dính cái người ta cưa, bị dính ba cái nhựa cây gì đó. Mình về mình vệ sinh ra, mình thích thì mình vệ sinh ra. Đó, thân máy nó là 1,2 triệu, nhỏ gọn cho anh em luôn anh em, chưa pin sạc. Rồi, còn cái này là lo Bluetooth. Lo này cũng tương đối là hay luôn anh em. Ở phía sau này nè, nó có thể sử dụng pin hoặc là sử dụng điện 220V của mình cũng được luôn. Ví dụ anh em nào mà có bộ đồ nghề á, mà có pin sẵn á, thì mình chỉ cần mình mua cái thân máy thôi, mình cắm vô. Em nghe em cảm thấy rất là hay luôn nha anh em. Đó, nói chung nó là hay, nó có kết nối với radio luôn. Đó, kết nối với radio luôn. Cái mấy con này ngoại hình đẹp thì em bán với giá là 1,6 triệu một con. Đó, còn anh em nào cần rẻ hơn, thậm chí mấy con tầm 1,1 triệu, 1,2 triệu cũng có luôn. Thí dụ tùy anh em thôi, nhu cầu của anh em thôi, mà anh em cứ liên hệ cho em thì em sẽ có nhiều cái mức giá cho anh em. Tại vì cái tình trạng máy nó khác nhau, cái tình trạng cũ thì nó sẽ rẻ hơn. Đó, thì cái này nè, anh em bán với giá là 1,6 triệu, máy đẹp như vậy. Đó, rồi còn tiếp theo là cái mày gốc này là động cơ có chở than nha anh em. Thì thường cái mày gốc này á, là cái ngoại hình nó khoảng 80% thôi. Đó, 80% thôi. Đó, thì cái con này em đang bán với giá là 1,000,000 một con. Đó, đang bán giá 1,000,000 một con. Ví dụ cái con đẹp hơn thì 1,1 triệu, nhưng mà cái con xấu hơn xíu thì 900 cũng có luôn. Đó, đại khái nó là sử dụng pin 18V luôn nha anh em. Đó, còn cái này là hàng chì này là sử dụng pin 18V luôn. Anh em mà xài cái hệ pin 18V thì mình nên mua những cái này để về mình tiện lợi mình sử dụng công việc của mình. Đó, thì cái hàng chì này em đang bán giá là 900k. Đó, 900k nha anh em, giá rất là tốt luôn. Đó, anh em nào mà cần thì cứ liên hệ em lấy nhanh. Đó, rồi tiếp theo là cái cưa lộng vòng sử dụng pin 18V của Ryobi. Đó, cái này cũng tương đối là mạnh luôn nha anh em. Đó, nó tương đối là mạnh luôn. Đó nè, mình cầm nè, có cái tay cầm đây nè. Đó, mình cầm đây rồi cái bắt đầu là mình bấm nút là nó lấy thôi. Thì đấy, giờ em bỏ pin vô, anh test thử cho anh em coi pin 18V. Đó. Nè, đây nè, mình bóp nó. Trời nè, đó. Mình cầm để mình cưa rồi thôi. Mình muốn cưa cái gì thì mình đặt xuống mình cưa. Rồi cái tay cầm với cái máy đó cũng tương đối là nhỏ gọn.
Đó, rất là ngon luôn nha anh em. Thì cái máy này em đang bán cái thân máy dưới giá là 3 triệu 500 ngàn. 3 triệu 500 ngàn. Đó, bán cái thân máy này dưới giá là 3 triệu 500 ngàn nha anh em. Đó, rất là ngon luôn. Rồi, tiếp theo là bu lông. Đúng rồi, bu lông thì cái này là con bữa giờ em bán rất là nhiều luôn, rất là ngon cho anh em luôn. Đó thì nó là 1.600 Newton. 1.600 Newton. Đó, 1.600 Newton nha anh em. Đó, cái đầu của nó là 3/4. Nó có là ba cấp chỉnh lực và một cấp auto. Ở trên đây nó có đèn trợ sáng. Cái đầu nó là đầu 1/2 chứ quên em nói nhầm, đầu nó là 1/2 là đầu thông dụng nhất của bu lông. Đó. Mình bấm một cái là nó qua nấc một nè. Đó, nấc một là yếu. Nấc thứ hai là trung. Nấc thứ ba là mạnh nhất. Đó. Này là động cơ không chổi than luôn. Rất là ngon cho anh em luôn. Đó. Rất là mạnh anh em mà mình mở ốc ô tô đồ xe máy đồ các kiểu á, là anh em sử dụng cái này rất là ngon luôn. Thì á, nếu như anh em nào mà mua con này thì mình mua thêm cái này nữa, cái đầu chuyển. Cái đầu chuyển từ bu lông sang vít nè. Đó, mình cầm vô đây. Nó cái đầu này là cái đầu này cũng hàng hàng nội địa luôn nha anh em. Đó, mình cầm vô đây thì mình gắn cái đầu vít vô. Ví dụ những cái vít đầu mình cầm vô trong đây. Đó, mình cầm vô trong đây là được. Cái này nó có cái khóa rất là thông minh. Đó, mình mở ra. Nó cầm vô là mình bắn mình khoan thôi. Ví dụ do nhu cầu mình xài. Mình mua cái này rồi thì mình mua thêm mấy này nữa, mình xài được nhiều cái khác nữa. Đó thì cái đầu chuyển này là 40k, nó là hàng bãi Nhật luôn nha anh em. Nó rất là chắc, nó không có bị xuất ra. Đó. Đó, còn cái thân máy bu lông này á, thì em đang bán với giá là 3 triệu 800 ngàn. 3 triệu 800 ngàn chưa có pin sạc. Pin sạc thì anh em mua tùy theo những cái nhu cầu xài của anh em mà anh em mua pin sạc khác nhau. Đó. Đó, rồi mà thường á, những cái con bu lông bự như vậy mình muốn tối ưu hóa cái lực của nó thì mình phải mua cái cục pin lớn là pin 4 hoặc pin 5 thì nó mới đủ cái sức mạnh của nó. Tại vì cái pin bây giờ là nó có chế độ là tự xả, tức là pin thông minh á, khi mình sạc đầy mình không sử dụng nó cũng sẽ tự xả để cho tăng cái tuổi thọ của cục pin. Thì á, nếu như mình mua cái cục pin nhỏ quá thì nó xả, thí dụ cục pin 1.5 đi, mình không xài một tuần là nó đã giảm xuống một miếng rồi. Rồi cái mình lại mở những con ốc lớn như thế nào đó thì nó sẽ không có đầy đủ sức mạnh của cái máy. Cho nên mình nên mua những cái cục pin lớn. Đó. Đó thì cái con này em đang bán thân máy với giá là 3 triệu 8, 1.600 Newton nha anh em. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu đến em là cái khoan hai chức năng Ryobi. Đó, cái này là bản HP Mỹ luôn. Thì cái này nè, nó hai chức năng là nó gồm khoan lủng với lại bắt vít. Nó thì ở trên đây nó có nhiều cấp chỉnh lực nè, gồm 22 cấp nè, để cho mình chỉnh nè, mạnh nhẹ nè. Còn ở bên đây á, thì nó có là dặn ra xiết vô. Đó thì hả mình đây, để em lấy cái con bên này lại xinh đẹp. Nè, cái ở đây mình có thể mình chỉnh nó được là khoan lủng nè, bắt vít nè, và còn cái này á là nó có nhiều cái cấp độ để mình khoan mạnh nhẹ khác nhau. Ở trên đây cũng có cấp trượt 1, 2 để cho nó mạnh nhẹ. Còn cái này đầu nó là auto lock, nó tự động khóa, thí dụ mình siết vô mình khóa lại thôi là được, không có cần phải siết như mấy cái máy khoan điện khác. Rồi cái này á, là nó sử dụng được cái mũi tối đa là 13 ly, 13 ly nha anh em. Đó, cái con này là không chổi than này, bản HP của Mỹ nè. Con này cầm rất là chắc tay luôn, rất là ngon. Thì cái con này em đang bán cái thân máy nó là 1 triệu rưỡi. Cái thân máy nó 1 triệu rưỡi nha anh em. Bữa giờ những anh em mà sử dụng rồi á, là hầu như là đều đánh giá rất là tốt về cái con này. So với cái bản của Úc thì nó rõ ràng nó tốt hơn, mà cái giá của nó cũng tốt nữa. Thì khi mà anh em mua cái khoan này á, thì nó là hai chức năng, nó sẽ không có khoan tường. Nó sẽ không có khoan tường, nó gồm khoan lủng với bắp vít thôi. Nhưng bây giờ nếu như anh em muốn khoan tường thì anh em sẽ mua thêm cái bộ mũi đa năng. Cái mũi đa năng này rất là hay nha anh em. Cái mũi đa năng này rất là hay, tức là nó sẽ không muốn khoan vô tường thì cũng không phải sử dụng cái chế độ búa nữa. Chỉ cần khoan bình thường vô tường thôi là nó đã lủng rồi.
Thì anh em muốn mà sử dụng cái máy hai chức năng này để khoan tường thì sẽ mua thêm cái bộ lưỡi đa năng này nữa, cái bộ mũi đa năng này đó. Cái bộ mũi đa năng này nó cũng rất là hay, thí dụ như nó là nó khoan được là vô những cái vật liệu như là gạch nè, vô kính nè, vô tường nè, vô gỗ, vô sắt đó, rất là hay luôn đó. Thì cái bộ này em đang có 3 size, tức là 6mm, 8mm và 10mm, thì em đang bán cái bộ này là 75.000, 75.000 anh em đó. Anh em nào mà mình xài máy những cái loại máy mà không hai chức năng á, nó không có chế độ búa, anh em vẫn khoan tường được đó. Nó rất là hay, bây giờ nó sản xuất ra nhiều cái phục vụ cho cái công việc, nó rất là lợi thế luôn đó. Thì cái bộ ba cây này á thì em đang bán với giá là 75.000, 75.000. Rồi tiếp theo, dạ rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến em là cái khoan ba chức năng, ba chức năng của Ryobi. Thì cái này là cũng bản HP luôn. Hồi nãy á, là em giới thiệu đến anh em là cái hai chức năng đó. Cái hai chức năng là với cái ba chức năng, nếu như nhìn sơ thì mình thấy cái ngoại hình nó cũng giống nhau, nó không khác nhau gì hết, nhưng mà cái hai chức năng này ở đây nè, nó không có cái búa, còn cái ba chức năng là ở đây có biểu tượng cái búa này anh em đó. Cái búa là nó để khoan tường được, nó khoan tường được cho mình luôn đó. Thì giờ em sẽ gắn pin vô test thử cho anh em mình coi đó. Con này bữa giờ là rất là chắc luôn, anh em xài đánh giá rất là cao, nó cầm rất là chắc tay, mà cái lô này lại giá lại rẻ nữa đó. Thì hiện tại nó cũng có 22 cấp trượt, từ 1 cho tới 22, thì cái chế độ mạnh nhẹ khác nhau đó. Trên đây cũng có 1-2 cấp trượt để mình mạnh nhẹ, khoan mạnh khoan nhẹ nè đó. Còn ở đây nè, nó có cái khoan vít, nó khoan vít nè, khoan lũng nè đó, với lại là búa nè. Thì mình xài chế độ nào thì mình dặn qua bên đó thôi. Ví dụ đây nè, khoan lũng nè, bấm vô, còn bên đây búa nè, bấm vô thì nó có búa. Thì cái đầu của nó là cũng đầu auto lock luôn nha anh em đó. Cái đầu này cũng auto lock 13 ly đó, 13 ly đó, nó 13 ly cho anh em mình luôn đó. Cái này rất là mạnh, cầm rất là chắc tay và đẹp luôn nè anh em đó. Anh em mà xài Ryobi thì cũng ráng chú ý con này, nó rất là đẹp đó. Mà cái số lượng nó thì không có nhiều đâu, thì hiện tại cái con này thân máy em đang bán với giá đó là 2.200.000 đó. Còn cái con mà hai chức năng á, hai chức năng á là 1.500.000 đó. Con này là 1.500.000, còn con này là 2.200.000 đó. Còn đây em có cái con vít nè, cái con chiên vít nè. Con chiên vít này là động cơ có chở than anh em đó, giá rẻ, động cơ có chở than cho anh em mình luôn nè. Cái đầu này là khóa vít nè, nó rút ra đó. Thì cái con này em đang bán với cái thân máy với giá là 900k cho anh em nó. Nếu như anh em mà nói chung cũng bắn ton đồ thoải mái đó, lặt vặt làm công việc lặt vặt bắn ốc bắn ton đồ xả ra tiếp vô rồi thì ok đó. Con này thân máy là 900k. Rồi tiếp theo thì ở đây em có mấy cái máy chà nhám nè. Cái này là chà nhám chữ nhật Ryobi, sử dụng điện 220, hàng nội địa Úc luôn. Rồi cái con này em đang bán với giá là 600k, con này em đang bán với giá là 600k. Rồi còn con bên đây là chà nhám nè, chà nhám tam giác. Rồi con này em đang bán với giá là 500k, sử dụng điện 220 luôn của Ryobi, 500k. Còn ở bên đây là chà nhám tròn AEG, rất là đỉnh, nó cầm rất là chắc tay và xịn sò luôn nha anh em đó. Thì cái cổng dây điện theo của nó rất là dài luôn nè đó. Thì hiện tại cái con này em đang bán với giá là 800k, 800k một con AEG chà nhám tròn đó. Rồi giờ còn cái này là Ojito, chà nhám chữ nhật Ojito, nó 500k, tình trạng mới 90% luôn, 500k. Còn cái này chà nhám tròn Ojito đó, 90-95% luôn, cũng 500k. Còn cái này là chà nhám chữ nhật của Ojito, nó cũng sử dụng điện luôn, 220, nó này hàng nội địa Úc luôn. Con này là mới 98% nè, con này em đang bán với giá là 700k nghe anh em đó, rất là đẹp cho anh em luôn, đẹp mà dễ xài nữa. Còn bây giờ đó, thì em giới thiệu đến anh em là cái máy chuyên vít nè, chuyên vít nhỏ gọn nè, sử dụng pin 3.6V đó. Bữa giờ anh em hỏi em mấy cái con này, nay em về lại đây nè đó, 3.6V thì cái cục pin tích hợp vô trong cái thân máy đó, cục pin tích hợp thân máy nó phù hợp với mình làm, mình sửa chữa điện tử rồi mình mở mấy cái ốc vít ở tấp lô điện, hay là những cái mà gỗ dán ép đồ á, gỗ công nghiệp đồ á đó, gọn nhẹ
là xài nó nè, nó gọn nhẹ nè, nó sẽ không có mạnh như mấy con kia nhưng được cái gọn nhẹ nè, so với lòng bàn tay em nè, nó chỉ bằng cái lòng bàn tay thôi, nó cầm rất là gọn nhẹ. Thì nó chỉ có hai chế độ thôi, tiếp với mở. Ở đây nó có đèn trợ sáng đó, đây nó có đèn trợ sáng, còn đi theo bộ của nó là gồm là một cái đốc sạc. Sạc là như thế nào? Nó cái adapter nè, adapter sạc mình cắm vô trong đây thôi, rồi cái mỗi lần mình sạc thì mình gác nó lên đây đó, dòm nó rất là đẹp luôn đó, dòm rất là thẩm mỹ đẹp luôn. Mà đi theo nó là gồm có 16 cái lưỡi, ủa 16 cái mũi, 16 cái mũi gồm là mấy cái mũi lục giác bi nè, lục giác bông nè, mũi vít ba ke nè, vít dẹp nè, nó là nó đa năng luôn, nó đủ cho mình xài luôn, nó đủ cho mình xài luôn những cái công việc bình thường luôn đó. Thì cái bộ này á mới tình trạng mới là 100% full hợp luôn nha anh em, em bảo hành cho anh em là 1 năm. Thì cái con này em đang bán với giá là 950.000, 950.000 nha anh em đó. Rất là đẹp, full hợp, dễ xài, gọn nhẹ luôn. Nó nói chung là anh em nào mà mình sử dụng gia đình lặt vặt đồ á là mình có một cái này là xài rất là ngon luôn. Em là em đánh giá nó cũng cao. Rồi tiếp theo là cái combo AEG. Combo AEG gồm hai thân máy AEG, một cái là chuyên vít, một cái là khoan ba chức năng. Đó, cả hai đều là động cơ brushless không chở than. Thì đi theo cái bộ combo này á là nó gồm hai cục pin 4A với là một sạc. Thì cái bộ này em đang bán với giá là 6 triệu, tình trạng máy là 90-95%. Rất là đẹp luôn. Rất là đã luôn, rất là chắc tay và nét luôn nè, anh em cầm nè, thấy rất là đẹp luôn nè. Đó. Đó, thì bộ này em đang bán với giá là 6 triệu. Còn tiếp theo á, tiếp theo là em giới thiệu đến anh em là cái tiếp theo là em giới thiệu đến anh em là cái bu lông rigid của AEG. Thì cái con này là lực của nó là 2000 newton, 2000 newton nha anh em, dành cho những anh em nào mập mạp đồ cầm cho chất đó, rất là khỏe luôn đó. Thì cái con này nè, cái con này á là nó sử dụng cái đầu bu lông cũng là 1/2 đó, đầu bu lông cũng 1/2, động cơ không chở than rigid đó, rất là lực. Cái con này á, nó cũng có 3 cấp độ chỉnh tốc độ là 1, 2, 3. Khi mình muốn 1 thì mình bấm về 1, qua một nấc là 2, qua một nấc nữa là 3 đó, tùy mình thôi. Rồi mắt nó auto, dưới đây nó có đèn trợ sáng mình làm việc ban đêm. Thì cái bộ này á nó đi kèm một cục pin chính đó, cục pin chính. Tại sao những cái con mạnh bự thì nó đều phải sử dụng cái cục pin dung lượng cao, là bởi vì nó mới, cục pin dung lượng cao nó mới tối ưu hóa được cái sức mạnh của cái con bu lông này đó. Thì cái bộ của nó là một cục pin chính, một thang máy và một sạc, em đang bán với giá là 7.2 triệu, 7.2 triệu nha anh em đó, rất là chất, rất là lực cho anh em luôn. Anh em nào mà mình xài đồ của AEG á thì mình mua thêm cái thân máy này nữa, hoặc là mua cái bộ này nữa để mình bỏ vô xe ô tô đó, mình đi mình khi mà xe có vấn đề gì đó thì mình mở tháo lắp bánh xe rất là nhanh đó. Đó, chế độ auto em chuyển qua chế độ thứ ba là chế độ mạnh nhất đó. Thì con này cả bộ nó là 7.200.000 nha anh em. Rồi tiếp theo nè, tiếp theo là cái rigid tiếp, các đa năng rigid đó. Thì anh em nào mà có pin 18V của AEG rồi thì mình đừng có bỏ qua cái máy này, tại vì cái máy này rất là thông dụng mà dễ xài nữa. Anh em có thể cắt sắt, cắt gỗ, cắt gạch đường nhỏ gọn mà sử dụng pin rất là ngon luôn. Em ở đây thì em cắm đại cục pin nãy vô đi, cục pin chính vô, nhưng mà nhìn nó khổng lồ quá, cục pin bự quá so với cái máy đó, nhưng mà xài rất là ngon đó, rất là êm luôn. Thì cái máy này nhỏ gọn, cái này cũng động cơ không chở than luôn, nó tình trạng máy là 97-98% á. Thì cái nó sử dụng cái lưỡi là 75mm. Thì cái lưỡi 75mm này á mình mua ở trên mạng bán rất là nhiều, mà khi mà anh em mua của em á thì cái nếu như anh em mua chung với ba cái lưỡi đa năng của em, là gồm một lưỡi cắt gạch, một lưỡi cắt gỗ và một lưỡi cắt sắt, thì em sẽ bán cái thân máy này với giá là 2.4 triệu cùng với ba cái lưỡi đó. Đó, 2.4 triệu cùng với ba cái lưỡi cắt đa năng. Đó, cho anh em mình xài. Đó, thì đây mình ấy xài xong rút ra thôi. Đó, thì cái này cũng động cơ không chở than luôn nha anh em.
Rồi tiếp theo á, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến anh em là cái máy là cắt đa năng của Ryobi. Đó, cái máy cắt đa năng của Ryobi. Cái máy cắt đa năng của Ryobi. Đó, thì nó cũng như của nó cũng như cái cắt đa năng của Rigid hồi nãy thôi, thì nó cũng sử dụng cái lưỡi là 75mm. Đó, cái này là bản HB của Mỹ luôn. Đó thì tình trạng cái con này mới cũng khoảng 90-95%. Đó, mới 95% luôn. Đó. Nó mới 95% cho anh em luôn ha. Thì cái con này em đang bán cái thân máy nó với lại cái ba cái lưỡi cắt là giá là 2,5 triệu. Đó, sử dụng pin 18V. Đó, anh em nào mà có pin 18V á thì mình mua cái thân máy thôi. Đó, anh em nào mà có pin 18V thì mình mua cái thân máy thôi, thì đi theo nó là gồm là ba cái lưỡi nè, đó là giá là 2,5 triệu. Đó, cái thân máy là với ba cái lưỡi này là 2,5 triệu nha anh em. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Mấy cái này thì anh em sưu tầm đồ máy đồ thì không có thể thiếu nó đâu, bởi vì nó rất là dễ xài. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu đến anh em là cái cưa lọng. Cưa lọng này là cưa lọng sử dụng pin 18V của Ryobi. Cái này là động cơ có chải than, thì cái này em đang bán với giá là 1,5 triệu. Cái con này thì tình trạng nó mới khoảng là 98-99% á. Em cầm pin vô bấm thử. Vật liệu cho mình. Đó thì cái con này, cái thân máy này là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến anh em là cái cưa lọng mà bản HB, động cơ không chổi than. Này là bản HB Mỹ nha anh em. Đó, cái này rất là đẹp luôn, rất là chắc và nét luôn. Đó, cái này chưa gắn vô, nhưng mà ở đây nó cũng có nhiều cách chỉnh nè. Mình có thể mình chỉnh mạnh nhẹ rồi ở trên đây được nè. Đó, em chỉnh nè, quay mạnh. Con này em chỉnh nhẹ, giảm nó lên. Đó, này chỉnh mạnh nè, siết lên. Đó. Thì cái con này em đang bán với giá là 2,1 triệu cái thân máy. Đó, cái bản không chổi than HB của Mỹ. Còn nếu như bản Úc thì cũng chỉ có khoảng 1,7 triệu thôi. Rồi, Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến anh em là cái chà nhám tam giác sử dụng pin của Ryobi. Đó, chà nhám tam giác sử dụng pin của Ryobi. Thì cái con này tình trạng mới là khoảng 95%, thì con này hiện tại em đang bán cái thân máy với giá 500k. Đó, gắn pin vô sạc thôi. Cái thân máy là 500k. Đó. Rồi, ở đây thì em cũng con một cái nữa chà nhám tam giác, nhưng mà nó là sử dụng pin 12V. Thì cái cục pin 12V nó đi chung bộ với nó là cục sạc 12V và pin 12V với cùng cái thân máy này. Thì cái này em đang bán với giá là 1,000,000, gồm cả pin, sạc và thân máy. Đó, thì bên đây mình bấm nút thì nó chạy thôi. Đó, mình bấm đây tắt, bấm đây là nó chạy. Đây có cái góc này cho mình mở nè, nếu như anh em muốn thì hạ cái góc này xuống để cho nó nhọn ra phần bên đây. Ở đây nó có một cái túi bụi. Đó, thì cái bộ này full hộp như vậy luôn á, tình trạng mới là 98-99% á, thì cái con này em đang bán với giá là 1,000,000. Rồi, tiếp theo là cái máy mài gốc của Ryobi, hàng chính hãng mới. Cái con này em đang bán với giá là 1,2 triệu. Đó, cái này là mới 100%, nó full phụ kiện luôn, nó gồm một cái tay cầm em chưa gắn ở bên đây nè. Đó, gồm một cái tay cầm với là một cái chụp bảo vệ với cái đồ tháo mở lưỡi. Đó, thì cái con này em bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Cái con này sử dụng đá một tấc là đá thông dụng. Đó, đá một tấc, đá thông dụng ở đâu những cái cửa hàng bình thường đều bán hết. Đó, thì cái con này em đang bán với giá là 1,2 triệu. Rồi, bữa mới có mấy anh em kiếm đèn á, thì ở đây em còn cái đèn pin nè, đèn pin sản xuất 2020 luôn nè. Cái con này em đang cái cây đèn này em bán với giá là 500k. Đó, cầm cục pin vô cắm thử cho anh em thôi. Đó, thấy không,
đó 500k đó, gọn nhẹ. Thường anh em nào mà mình làm nghề đó thì mình mua thêm cái thân nữa, tại vì mình có pin sẵn rồi thì mình mua thêm cái thân nữa mình bỏ vô trong vỏ đồ nghề để làm phòng ngờ trong mấy cái môi trường thiếu sáng đó đó, thì mình cắm vô mình bật lên thôi là xài đó. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến anh em là cái máy cắt sắt, cái máy bấm sắt đó. Cái này thì anh em biết là cái này là cái kìm bấm sắt mà sử dụng pin 18V của Ryobi đó. Cái tình trạng của cái này là mới là 95% đó, mới 95% nha anh em đó. Thì giờ ở đây em gắn cục pin vô rồi, có hai nút bấm, một nút bấm là bấm cắt, một nút là bấm xả. Thì em bấm vô nút bấm này. Đó, cái cắt này đó, rồi cái bấm trên là xả thôi, có hai nút nè, nút ở dưới là bấm và nút ở trên là xả đó. Thì cái này nè em nói cho vui, chứ thật ra cái này nếu như để dành cho mấy anh em mà đi ăn trộm đồ là rất là đã luôn. Tại vì đi bấm cái em nghĩ cái này bấm ổ khóa là rất là đã. Bấm vô là nó bấm vô cái là bấm cái xả thôi, rất là nhanh gọn lẹ luôn đó. Cái này thì cái thân máy của nó là 3,5 triệu nha anh em nói vui thôi, chứ anh em đừng có mua để đi ăn trộm rồi đổi thừa em nghe. Vài bữa nữa lên 60 giây cái nó để cái anh nào ăn trộm đó với là cái kìm nằm kế bên nữa chỉ em đi chết em luôn á đó. Đó thì cái này nè, cái thân máy nó không là 3,5 triệu nha anh em đó. Nó mình bấm mình cắt được ba cái sắt xây dựng đồ này nọ rồi rất là ngon luôn, rất là ngon mà dễ xài luôn, chỉ cần bấm mình ngang cái là bấm thôi, không cần cố gắng lực gì hết á đó. Đó thì cái này là 3,5 triệu, tình trạng máy là 90%. Rồi giờ em giới thiệu đến anh em là mấy cái bóng đèn. Thì hiện tại ở đây em có cái đèn led, cái lô đèn led này về giá rất là tốt luôn anh em. Bữa lần trước á em bán cho anh em là cái này là giá 1.950.000 luôn á. Bây giờ á là em về được một cái lô số lượng cũng nhiều cho nên là cái giá rất là tốt, giá rất là tốt cho anh em luôn. Thì á cái giá con này hiện tại em đang bán với giá là 1,8 triệu, mà tình trạng máy mới á, mới thật ra là theo em thấy là nó mới là gần như 100% luôn, nhưng mà khi vận chuyển á nó không có cái hộp thì có thể nó sẽ bị trầy nhẹ, nó trầy nhẹ ví dụ giống giống vậy thôi, hơi giống giống vậy thôi, nhưng mà chưa xài luôn nè anh em thấy còn cái bọc dán luôn nè đó. Thì cái đèn này sử dụng như thế nào thì em giới thiệu đến anh em nè, mình cắm cục pin 18V ở sau lưng nó thôi đó, rất sáng luôn, cắm cục pin 18V ở sau lưng thôi. Ở đây nó có cái công tắc nè, mình bấm một cái là sáng mạnh nè, bấm một cái là sáng nhẹ nè, bấm một cái là tắt nè đó, chỉ có hai chế độ sáng nhưng mà rất ngon, rất là ngon luôn, cực kỳ sáng. Mình sử dụng ngoài sân rồi ở trong nhà chỗ nào cũng được hết, ai mà làm việc đó mình làm nghề hoặc như thế nào phải có một cái bóng này. Em đánh giá nó là một trong những cái mặt mặt hàng không thể thiếu khi anh em sử dụng cái bộ công cụ của Ryobi, là bởi vì á mình làm cỡ nào cũng sẽ gặp phải những cái trường hợp mà trong những cái môi trường thiếu sáng đó. Nó là sử dụng cái đèn led đó, cỡ nào cũng phải sử dụng trong cái môi trường thiếu sáng hết. Ví dụ mình cho dù nhà mình có bóng đèn mình muốn thay thì mình gỡ cái bóng đèn ra thì nó cũng phải tối thui, thì mình cũng phải gắn cái này vô. Nhưng mà được cái nó hay ở chỗ là như vậy nè anh em, khi mình để xuống mình có thể là chỉnh lên nè, chỉnh xuống nè đó, chỉnh lên chỉnh xuống theo ý của mình nè đó. Em bật thử cho anh em coi đó, rất là sáng luôn, nó đèn led mà nó chế độ sáng nhẹ nè, tắt nè, sáng mạnh nè đó, sáng nhẹ nè, tắt nè đó, rất là đã. Mà cái đèn led này thường nó rất là bền, rất là bền, tuổi thọ nó rất bền đó. Giá thân máy là chỉ có 1,8 triệu thôi, giá rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Nếu như anh em nào cần thì mình thích thì mình cứ lấy đi, chứ để vài bữa nữa hết hàng thì nó lại cao lại. Tại vì em ôm được một cái lô nhiều cho nên cái giá nó sẽ tốt hơn bình thường, chứ bình thường là 1,950,000 mà vẫn không có đủ để bán cho khách luôn đó. Rồi tiếp theo thì tới cái máy máy khoan đục bê tông đó. Đây là cái máy khoan đục bê tông bản HP của Mỹ đó. Cái tình trạng máy này thì nó mới cũng khoảng 98-99% đó, nó mới 98-99%. Cầm pin cho anh em thử thì ở đây nó có mấy chế độ nè đó, anh em muốn xài cái chế độ nào, khoan lũng, khoan tường, khoan đục gì đó thì anh em cứ dặn đó. Thì đó, cái này đưa vô tường nó, cái chế độ búa của nó rất mạnh, nó là chuyên về bê tông cho nên là anh em nè, anh em mà xài mà khoan tường nhiều á, gắn camera đồ làm thợ đồ máy lạnh đồ ví dụ vậy, mình khoan đục tường nhiều á thì cứ
lấy nó xài ngon lành, không kéo dây nhỏ lằng nhằng. Rất là ngon. Đó, cái con này hiện tại em đang bán cái thân máy này với giá là 3.800.000. 3.800.000 nha anh em. Đó, em cầm cho anh em coi nè. Đó. Thân máy với giá 3.800.000 chưa pin sạc. Đó. Đó, cái này là hầu như chưa sử dụng luôn nha anh em, chưa qua sử dụng luôn. Đó. Đó, chưa qua sử dụng luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến anh em là mấy cái máy khoan phổ thông đi. Rẻ cho anh em mình xài. Thì cái này là gồm nè, cái này là khoan 3 chức năng, có chở than. Anh em nào xài gia đình, xài ít thì mình mua những con này cũng được. Gọn, nhẹ, rẻ tiền. Đó. Thì cái bộ này á, cái con này nè là 3 chức năng, có chở than. Thì nó cũng có nhiều cấp trượt, cũng chỉnh mạnh nhẹ được. Đó. Ở trên đây cũng có búa, khoan lủng, khoan vít đồ các kiểu luôn. Cái này là nội địa Úc, nó rất là gọn, rất là đã. Đó. Đó, thì cái con này em đang bán cái thân máy là 1.300.000. Thân máy là 1.300.000, tình trạng mới là 95%. Đó, thân máy 1.300.000, nội địa Úc nha anh em. Còn cái mà hai chức năng á, hai chức năng cũng vậy luôn, nhưng mà nó hai chức năng. Nó hai chức năng thì thân máy là 1.000.000. Đó, nó chỉ có không có khoan tường thôi, chứ nó cũng như cái con kia, cũng nhiều cách trượt. Đó, cũng nhiều cách trượt để mình xài, mình chỉnh. Rất là đã. Anh em nói chung cái hàng xịn, hàng thiệt thì anh em cầm vô là anh em đã thấy là nó khác với cái hàng bình thường rồi. Đó. Đó, thì cái này cái thân máy nó là 1.000.000. Đó, thân máy 1.000.000, tình trạng mới cũng 90%+ luôn, chưa pin sạc. Tùy cái nhu cầu của anh em mà anh em chọn cái pin sạc khác nhau. Ví dụ anh em làm thợ thì mình mua 2 cục pin. Còn anh em mà sử dụng gia đình á, mà mình muốn rẻ thì mình mua cục pin dung lượng 1.5 thôi để đủ xài thôi. Có khi mình lâu lâu mình xài lặt vặt thì mình sạc mình xài thôi. Anh em làm thợ thì mình mới cần phải mua nhiều pin để mình làm một lần luôn, chứ mình đâu có thể nào mình sạc rồi mình đợi lâu được. Đó, thì cái con này cái thân máy nó là 1.000.000. Nếu như anh em mà muốn rẻ thì mình mua cục pin 1.5 với một cái sạc chậm nữa là 750.000 nữa, là tổng cộng 1.700.000 là được bộ. Đó, còn anh em muốn khoan tường thì cũng có thể mua cái vít đa năng giống hồi nãy á. Cái mũi khoan đa năng giống hồi nãy á, hai chức năng nhưng vẫn khoan tường được, là nhờ vô cái mũi khoan đa năng nó có thể xài được. Đó, em báo giá là báo giá những con như vậy. Thí dụ tình trạng nó như vậy, nó đẹp đẹp thì nó sẽ vậy, nhưng mà thí dụ như nó xấu hơn xíu thì nó sẽ rẻ hơn xíu. Đó, ví dụ như cái con này cũng 3 chức năng này, nhưng mà nó sẽ cũ hơn con kia xíu, là lý do vận chuyển nó bị trầy trầy nè. Đó, nó bị trầy trầy nè, nó thì còn 1.200.000. Đó, về cái độ chắc nó thì cũng như vậy thôi, nhưng mà nó bị trầy. Nếu như anh em nào làm thợ mà mình không giữ đồ đẹp được thì mình nên mua những con ngoại hình xấu xấu, nó trầy trầy như vậy, nhưng mà nó rẻ được như xíu. Đó, rất là ngon luôn cho anh em mình. Đó. Đó, thì cái con này là cũng là 3 chức năng luôn mà 1.200.000. Thì cái con, cái tình trạng nó sẽ, cái giá nó khác nhau cũng theo cái tình trạng của cái máy. Rồi, bây giờ tới máy cắt rung đi. Đó, cắt rung thì hiện tại á, cắt rung ở đây á, em có Ryobi. Nó có là 6 cấp trượt để chỉnh lực. Đó, 6 cấp trượt để chỉnh lực nè, đây mình dặn là nó chỉnh nè. Đó, thì cái thân máy đẹp á, thì em bán là với giá là 1.000.000. Còn hả, hơi trầy trầy xíu thì 900.000. Đó. Đó. Ở đây nó có đèn ở trên đây luôn. Đó, mình gắn cái lưỡi cắt rung vô là được. À, để em lấy cái bộ lưỡi cắt rung lại cho anh em coi. Thì hiện tại á, em có bộ lưỡi cắt rung gồm 12 chi tiết. Đó, bộ lưỡi cắt rung gồm 12 chi tiết nè. Đó, rất là xịn sò cho anh em luôn. Nè anh em coi là mình thấy nó nè. Đó, rất là xịn sò, gắn vô cái máy cắt rung là mình xài thôi. Thì cái bộ lưỡi này em đang bán với giá là 260.000. Để em gắn vô thử cho anh em mình coi, để anh em mình nhắm được nó như thế nào.
Cái này nó sử dụng cái vít lục giác, cho nên là mình chỉ cần mình mở ra thôi. Cái này là bộ lưỡi cắt rung thông dụng, máy cũng cắt rung thông dụng luôn, nên mình mua cái bộ lưỡi là mình gắn với mình xài thôi. Đó, em gắn vô cho anh em coi thôi. Đó, mình gắn vô vậy là mình xài thôi. Gắn vô mình chỉnh nó nữa nè. Khi bấm lắc à, quên em chưa gắn sát. Gắn nó sát giờ nó mới được. Rồi ok. Đó, anh em gắn sát thẳng vô là đó. Thì cái bộ lưỡi cắt rung này á là 12 chi tiết, nó gồm 12 chi tiết cho anh em cắt các vật liệu luôn, các loại vật liệu luôn, các loại hình dáng cho anh em cần luôn. Đó thì em đang bán với giá là 260.000, còn cái thân máy cắt rung này á thì với giá là 1 triệu. Đó, thân máy cắt rung là 1 triệu. Rồi tiếp theo là em giới thiệu đến anh em là cái bu lông gốc. Đó, bu lông gốc này là bản bản Úc nè. Đó, bu lông gốc này là bản Úc nè. Đó, cắm vô. Đó, mình xíu thôi, nó có hai chế độ, mình dặn ra xiết vô thôi. Đó, thì cái con này để dành cho mình bắt những cái kệ sắt, hoặc là mình sử dụng sửa xe rồi trong những cái gốc á, mà bình thường những con bu lông bự không bỏ vô được á, thì anh em cứ cầm cái con này xài thôi. Đó, mình gắn thêm cái đầu nối nữa, cái đầu nối của bu lông dài ra khúc nữa. Đó, là mình xài thôi, rất là dễ luôn anh em. Đó, con này đang bán với giá là 1.200.000. Đó, con này em đang bán với giá là 1.200.000. Đó. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu đến anh em là cái cưa kiếm cầm tay, loại rẻ tiền, bự nhưng rẻ tiền. Đó, những cái loại này. Cưa kiếm này, đó. Cái thân máy nó là 800k nha anh em, chưa pin sạc. Đó, thân máy là 800k chưa pin sạc, anh em gắn cục pin với cái lưỡi vô trong đây là được. Thân máy này là 800k. Còn bên đây là bự hơn xíu. Đó, cái thân máy này là 1 triệu. Đó, bự hơn, mới hơn luôn. Nó là 1 triệu thì nó sẽ mạnh hơn là cái lưỡi cái máy cưa kiếm cầm tay hồi nãy. Nó mạnh hơn, nhưng mà nó rẻ hơn là bởi vì nó tức là cái nó bự á, với là nó là cái đời trước. Đó. Còn ở đây em có cái máy thổi lá nè. Đó, đây có các loại máy thổi lá. Cái này là máy thổi lá nhỏ gọn cầm tay luôn, anh em thổi xịt trong xe, trong nhà, trong bàn ghế đó rất là thoải mái. Cái này cái thân máy là 1.200.000 luôn, chưa pin sạc. Còn cái này cũng vậy, cái này là cũng là thổi lá luôn mà nó hơi bự xíu. Thì nó thật ra nó hơi bự thôi chứ thổi lá pin thì nó nhẹ hiểu à. Đó nè, anh em thấy em cầm không? Đó, nó anh em chỉ cần gắn cục pin vô đây thổi thôi, thổi bụi bặm đủ trong nhà, trong sân vườn rất là nhanh luôn. Đó thì cái này nè, cái máy này em đang bán thân máy với 1.200.000, nó cũng bằng giá với cái nhỏ luôn. Đó, 1.200.000 rất là dễ xài luôn. Đó, để cho anh em coi, thổi rất là dễ xài, cắm pin vô là xài thôi, hàng pin được cái là nó tiện chỗ đó đó. Còn ở đây em có cái máy rửa xe nè, máy rửa xe sử dụng pin nè. Đó, máy rửa xe sử dụng pin 36V của Ryobi nè. Đó, cái lực của nó là 1700 PSI luôn nha anh em, là nó gần mạnh bằng cái con mà 1800 của Ryobi luôn, sử dụng điện luôn á. Nhưng mà ở đây nè, ở đây nó đi theo cái máy á, là nó có một cục pin 4A của 36V. Thì em ở đây thì em kẹp thêm cục nữa là thành hai cục rồi. Đó, thì cái bộ này á, nếu như hai cục pin luôn á là 4.500.000. Hai cục pin 4.500.000 nha anh em. Đó, thí dụ sử dụng pin mà xài cái con này á, là thuộc dạng là mạnh nhất của pin rồi, mạnh nhất của pin rồi. Đó, máy rửa xe pin á, nó là mạnh nhất rồi đó. Nhỏ gọn, nói chung nó cũng gọn nè. Đó, anh em mà đi phượt, đi chơi, đi trị hình đồ này nọ thì mình không có kéo dây điện lằng nhằng đồ được á, thì mình lấy cái máy sử dụng pin này mình xài cho dễ. Đó,
Rồi tiếp theo ở đây em có cái cưa lọng điện nè. Đó, cưa lọng điện. Cưa lọng điện có full hộp luôn, tình trạng mới là khoảng 90%, bị trầy nhẹ trên đây, bị trầy nhẹ trên đây một xíu. Chứ tình trạng là mới mới lắm. Đó, tình trạng xài rất là ít luôn nè. Đó, full hộp luôn. Thì cái con này em đang bán với giá là 1 triệu 7 nha anh em. 1 triệu 7. Còn khoan điện, Ryobi. Đó. Cái này con này là 800W. Đó, cái con này là 800W có full hộp luôn. Ở đây nó có điều tốc luôn nè anh em. Đó, nó có điều tốc với lại cái nút này là nút khóa khóa khoang nè. Khi mình đang chạy mà mình không muốn bóp cò nữa, mình vẫn muốn cho nó chạy thì mình bấm nó cho nó khóa lại, nó tự động chạy. Đó, thì cái này full hộp luôn. Cái con này em đang bán với giá là 900k. 900k, tình trạng mới khoảng 90% luôn nha anh em. Đó. Rồi, còn khoan Ryobi á thì bữa giờ anh em mà sử dụng gia đình á, anh em nào mà sử dụng gia đình mà mình muốn có một cái khoan mà đa năng đa dụng á, mà xài điện á, rẻ tiền, thì giờ anh em lưu ý cái con này giúp em. Nó nói chung là nó rất là đẹp, ngoại hình rất là đẹp, full hộp nè, cái hộp nó cũng thẩm mỹ nữa. Đó, tình trạng máy thì mới 100%. Đó, cái này em bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Thì đi theo máy á, là nó gồm là nhiều cái lưỡi nè, cái mũi nè, như là lục giác bông nè, lục giác bi nè, mũi vít dẹp nè, mũi vít ba ke nè. Còn ở đây là có cái đầu để mình gắn gắn mấy mũi lục giác vô nữa nè. Đó, còn ở sau nó là gồm là mấy cái mũi khoan khoan sắt với là khoan tường luôn nè. Đó, khoan sắt với khoan tường. Còn cái máy nè, đó, cái máy này nó cũng có nhiều cái cấp chỉnh lực luôn nè, tức là nó có điều tốc luôn nè, nó điều tốc ở dưới đây luôn nè. Đó, sử dụng điện 220 của mình. Đó, full hộp, full phụ kiện luôn cho anh em. Đó, nó có cái đầu mở siết siết mũi nữa nè. Đó, nói chung là full hộp, full phụ kiện, đẹp, dư cho anh em xài gia đình luôn. Đó, thì cái con này em đang bán với giá là 1.550.000, bảo hành cho anh em 1 năm. Bảo hành cho anh em 1 năm, đi theo nó là một cái hộp rất là đẹp, xịn sò. Đó, đó, đi theo là một cái hộp rất là đẹp, xịn sò luôn nha anh em. Giá chỉ là 1.550.000 thôi. Đó, mới 100% luôn. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu đến anh em là cái máy mài mỹ nghệ. Máy cái này là mài mỹ nghệ của Ojito. Ojito sử dụng điện là 220V. Cái bộ này á là nó full hộp. Nó có cái dây chuyền động luôn nè, của Ojito có dây chuyền động luôn. Đó, nó gồm có cái bộ mũi nè. Bộ mũi chưa xài luôn nè. Đúng rồi, bộ mũi này chưa xài. Cái tình trạng con này mới khoảng 97%. Đó, full hộp như vậy luôn. Thì em đang bán với giá là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt sử dụng điện 220. Ojito nha anh em, giá 1 triệu mốt. Còn ở bên đây nè, ở bên đây nè là cái Rimmel 200i nè, Rimmel 200i. Nó chỉ là một cái máy như vậy thôi. Với lại cái bộ mũi. Cái bộ mũi, đó, cái máy với cái bộ mũi này thôi. Thì cái này em đang bán với giá là 1 triệu. Đó, 200i. Tình trạng máy mới thì cũng khoảng là 90%, 90-95%. Đó, nó chỉ đi theo nó là cái hộp giấy thôi. Thì đó, em đang bán với giá là 1 triệu. Còn cái Rimmel mà 300 này 3.000 nè. Rimmel 3.000, cái bản này là bản đơn. Đó, nó đi theo nó cũng là một cái hộp. Với lại cái bộ mũi nè. Đó, ba cái bộ mũi phụ kiện lật giặt cho anh em xài, nó cũng sử dụng điện 220V luôn. Đó, thì cái này em đang bán với giá đó là 1 triệu 2. 1 triệu 2 nha anh em. Đó, 1 triệu 2. Còn ở đây là Rimmel 4003. Đó, Rimmel 4003. Thì Rimmel 4003 này á, nó cũng full hộp luôn. Cái tình trạng cái con này mới khoảng là 90%. Đó, 90% nè, nó có cái đầu của nó. Đó, cái đầu của nó thì cũng bự hơn cái mấy cái bên kia xíu. Thì cái này á, cái này nó full hộp, với là nó có một cái bộ mũi luôn.
đó, gồm mấy cái đầu nữa nè. Nếu như anh em nào mà mình rành mình sử dụng này thì mình sẽ biết những cái đầu này xài cái gì đó. Đó thì cái bộ này em đang bán với giá là 2 triệu. Cái mũi của nó là sử dụng được cái mũi 3 ly 2 nha anh em. Hồi nãy giờ mấy cái con ở đây tất cả đều sử dụng cái mũi 3 ly 2 hết nha anh em. Đó, sử dụng những cái mũi 3 ly 2 đó, tối đa 3 ly 2 trở xuống đó. Thì bên đây cũng vậy, cái con digital này nãy hình như cũng 3 ly 2 để em coi coi. Đúng rồi, từ 1 ly 5 cho tới 3 ly 2. Đó, thì con digital này là 1 triệu mốt nè. Con Rimmel 3 ngàn này á, bản đơn này là 1 triệu 2. Còn cái con Rimmel mà 4 ngàn 3 này á, cái này á là 2 triệu. 2 triệu nha anh em, full hợp luôn cho anh em. Đó, tình trạng mới đều trên 90% hết. À rồi, ở đây nè, em giới thiệu đến anh em là cái cuộn rulo. Cuộn rulo điện. Cái này là rulo điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Cái này dành cho những anh em công trình hoặc những anh em ở nhà mà mình thích những cái đồ như vậy á thì mình xài rất là ngon. Thì cái này là cuộn dây điện Hataya. Hataya của Nhật. Nó gồm là cái cọng dây là khoảng 29 m. Đó, cái cọng dây điện 29 m. Ở đây nó có 3 cái đầu ra. Đó, ở đây nó có 3 cái đầu ra và một cái CB chống giật. Đó, đồ Nhật, nói chung là đồ điện của Nhật cực kỳ an toàn cho anh em luôn. Cực kỳ an toàn mà xịn sò cho anh em. Anh em nhìn là anh em biết ha. Cái này là hàng nội địa Nhật, trực tiếp ở bên Nhật luôn. Nhật là nó rất là an toàn về cái vấn đề bảo hộ lao động rồi các kiểu, cho nên anh em xài đồ Nhật là anh em yên tâm. Nhất là điện đài, cái cọng dây rất là chắc luôn, cọng dây rất là chắc luôn, nó rất là dày chắc luôn cho anh em. Thì á, nó là cái đuôi của nó là đuôi ba chấu, tất cả đều là đuôi ba chấu hết. Thì khi mà anh em xài thì anh em có thể là đổi thành hai chấu, chuyển thành hai chấu cũng được. Đó, mình chuyển thành hai chấu cũng được. Đó, đó mình chuyển thành hai chấu rồi mình cắm vô cái ổ điện mình thôi. Nhưng mà ở sau á, nó ví dụ như là cái chui điện của Nhật á là cái chui dẹp chứ không phải chui tròn nha anh em. Đó, chui điện của Nhật là hầu hết là cái chui dẹp, nên anh em sử dụng chui dẹp mình gắn vô nó mới chắc. Đó, mình cắm vô một cái là cực kỳ chắc luôn. Em thấy thí dụ làm lặt vặt mà mưa nhỏ rồi anh em để ngoài mưa cũng ok hết, không vấn đề gì luôn á. Tại vì cái này nó có cái đồ che mưa nè. Em cắm cái mấy cái này nè, y như cái này nè. Đó, y như cái này mà em cắm vô á, em cắm vô nó cực kỳ sát luôn, nó cực kỳ sát luôn, sát khít vô loa trong luôn á, cho nên nó rất là an toàn luôn. Nếu như anh em mà làm công trình á thì mình nên mua những cái cuộn dây điện này, thậm chí ở gia đình mình sử dụng cũng nên mua nữa, tại nó rất là gọn mà dễ xài nữa, mà an toàn nữa. Quan trọng là cái an toàn, điện đài là an toàn là trên hết. Đó, thì cái bộ này em đang bán với giá một cuộn này là 1 triệu 4. Một cuộn này là 1 triệu 4. Cái kích thước của nó là khoảng là 29 m. Đó, 29 m nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn, rất là xịn cho anh em luôn. Đó, bữa giờ anh em tìm hoài nên em mới về được cái lô đẹp đó. Còn đây nè, ở đây nè, cái cưa đĩa điện. Cưa đĩa điện sử dụng cái lưỡi là 185 mm, điện 220. Ồ, điện đúng rồi, điện 220 V, lưỡi 85 mm. Đó, đẹp cho anh em luôn. Đó, thì cái này em đang bán với giá là 1 triệu 1 một cái. Đó, 1 triệu 1 một cây nha anh em. Còn ở bên đây nè, ở bên đây là cưa đĩa sử dụng pin nè, nó là 165 mm, nó sử dụng cái đĩa là 165. Đó, thì cái này em đang bán với giá là 1 triệu, đang bán với giá là 1 triệu. Em có một cái cây full hợp đẹp luôn thì 1 triệu 1 đó. Trong đây tùy cái nhu cầu anh em mà anh em chọn thôi. Còn về cưa, cưa thì ở đây em có cưa pin nè, cưa pin động cơ không chổi than, cưa pin động cơ không chổi than anh em, rootless luôn. Đó, sử dụng pin 18V của Ryobi, sử dụng pin 18V của Ryobi. Đó, em mở lên cho anh em coi. Cái pin nó hay ở chỗ là anh chị em chỉ cần cắm pin vô là bóp thôi, chứ không có cần làm cái gì nữa hết. Đó, còn cái xăng thì nó bất tiện chỗ là nó sẽ ồn, với lại nó sẽ khó giật hơn. Nhưng mà ví dụ như cũng tùy cái nhu cầu. Ví dụ như anh em mà cưa ít á, dọn dẹp sân vườn rồi này nọ thì mình cưa pin là ổn, nhanh gọn lẹ. Mình không chuyên á thì mình sẽ khó để nổ những cái máy hơn. Đó, thì mình sử dụng cái cưa pin. Cái cưa pin này á là động cơ không chổi than, thân máy là 1 triệu 6 nha anh em.
thân máy là 1,6 triệu. Anh em muốn mạnh hơn xíu nữa mà dẫn em thì anh em mua cưa điện đó, cưa điện thì nó chỉ cần cắm điện vô thôi đó, nó sẽ mạnh hơn và cũng không ồn, nhưng mà nó sẽ bất tiện ở chỗ là mình sẽ lôi kéo dây điện. Nếu như mình nhu cầu mình cưa ở gần trong nhà thì sử dụng dây điện nó dễ đó. Cái lam xích của cái cưa điện này là 4 tấc nè đó, lam xích của cưa điện này 4 tấc, cái này là nó 1800W, 1800W. Cái con này em đang bán với giá đó là 1 triệu một cái, 1 triệu một cây đó, sử dụng điện 220V luôn, Ozito. Còn hồi nãy em nói cái này á, cái này là 1,6 triệu nha, cái này là sử dụng pin 18V, động cơ không chở than là 1,6 triệu đó, rất là dễ xài luôn á anh em xài là em cực kỳ thích luôn. Còn anh em nào muốn rẻ hơn xíu nữa thì cái này là có chở than đó, cái này là có chở than, tình trạng cũng đẹp, thì nó sẽ có chở than, nó sẽ yếu hơn không chở than xíu. Thì cái con này á, em đang bán với giá là 1 triệu à, cái thân máy là 1 triệu đó, cũng pin 18V, anh em cặm pin vô là xài thôi. Còn ở đây em có cái máy hút bụi nè đó, hút bụi là 20 lít của Ryobi đó, hút bụi 20 lít của Ryobi sử dụng điện 220V đó nè anh em coi nè đó, cái con này thì tình trạng của nó cũng mới là 90 mấy phần trăm luôn đó. Cái này em đang bán với giá là 2 triệu, full thùng cho anh em luôn là 2 triệu, mới khoảng 90% trở lên, rất là đẹp luôn đó, full thùng cho anh em luôn. Cái này là 20 lít, 20 lít là nó bằng cái thùng bê, bằng cái thùng bê thùng sơn của mình này đó. Còn cái này là em có cái cưa lọng, ủa cái đục mộng bánh quy, đục mộng bánh quy đó, cái này là sử dụng điện 220V 600W đó, 13.000 vòng phút nè đó, cái sử dụng cái lưỡi là 100mm đó, thì cái con này full hợp luôn cho anh em. Cái tình trạng mới là khoảng 95-96% gì đó đó, nó có cái túi bụi luôn đó. Thì cái bộ này em đang bán cho anh em với giá là 1,6 triệu, 1,6 triệu nha anh em. Còn về hút bụi mà anh em cần cái loại nhỏ gọn mà dễ xài mà sử dụng điện á, thì em có cái con vách này, vách này xài rất là ngon luôn. Em thì em thích nó thì ở chỗ là nó gọn nhẹ dễ xách, mà nó cái được cái là em là thuộc dạng là em cuốn dây điện rồi lằng nhằng nó không có được đẹp, cho nên là nó em sẽ chọn cái con này. Bởi vì khi mà mình rút dây điện ra đó, mình bấm vô thì cái dây điện nó tự cuốn đó, nó có chế độ tự cuốn dây điện cho nên là nó sẽ đẹp hơn, nó gọn hơn đó. Đó, bấm là ấy thôi, không cần cắm điện bấm nó cũng chạy nha. Đây đó, đó, bấm cũng chạy, nhỏ gọn dễ xách, sử dụng điện, sử dụng gia đình được, hút điện cho hút bụi trong xe cũng được đó. Thì con này em đang bán với giá là 1,6 triệu, full hợp cho anh em luôn, 1,6 triệu. Rồi còn về trà nhám em có mấy cái loại trà nhám của Ryobi nè, như là cái này là trà nhám tăng, nó cũng có điều tốc nè đó, từ 1 tới 6 nè đó, nó có điều tốc nè. Cái con này em đang bán với giá nó là 1 triệu đó, đi 1 triệu. Với lại em có bán cái cuộn nhám luôn, cuộn nhám gồm 10 tấm cho anh em xài luôn, cuộn nhám gồm 10 tấm là giá 180.000. 10 tấm nó có nhiều cái mức độ mịn khác nhau á, của cái tờ nhám á nè, giống vậy nè đó, có mịn, có dày, có nhám các kiểu. Rồi 1 triệu thân máy. Còn cái này á là Ozito thì cũng 1 triệu thân máy luôn đó, cũng có điều tốc cho anh em luôn đó, từ 1 tới 6 đó, 1 triệu thân máy luôn. Còn bên em có cái máy phay nè, cái máy phay điện Ozito 6 ly 3 đó, đầy đủ phụ kiện luôn, sử dụng điện 220V, công suất là 850W đó nè, nó quay được là 11.500 vòng đến 32.000 vòng phút nè đó, thì có đầy đủ cử luôn, có hộp cho anh em luôn. Thì con này em đang bán với giá là 1,2 triệu nha anh em.
Còn cái này đánh bóng ô tô. Đánh bóng ô tô. Đó. Sử dụng điện 220V. Rồi, cái thân máy như vậy á là giá nó là 800k nha anh em. Đó, dễ sai. À, còn ở đây á, em mới về một cái lô là máy thổi oxy. Cái máy oxy của cho anh em mà là hồ cá đồ các kiểu á, hồ cá nè, rồi hoặc là mấy cái anh chị mà bán cá bán tôm cua đồ ngoài chợ á, thì mình sẽ sử dụng cái máy này để mình bơm oxy cho nó. Mà tại sao cái máy này nó lại như vậy, thì ví dụ nha, cái máy này nó là cái máy Nhật nha anh em. Cái này là hàng bên Nhật luôn, sản xuất bên Nhật luôn. Đó nè anh em coi nè, đó tình trạng máy mới là 100% luôn. Thì khi mà sản xuất bên Nhật á thì nó sử dụng điện là 100V, tức là điện 110 ở mình ở đây xài á. Đó thì cái loại mà sử dụng điện 100V đó là em đang bán với giá là 1,7 triệu. Như cái này nè là 1,7 triệu, nó gồm cái hộp che nữa lại nè, cái hộp này nè ập lên che nó lại chứ nó không phải nó nằm như vậy, nhưng mà em mở ra cho anh em coi thôi. Tình trạng mới 100%, nó giá 1,7 triệu, em bao ship cho anh em luôn. Đó, 1,7 triệu. Còn mà anh em nào mà muốn xài điện 220 á thì mua cái con này. Cái con này em đã thay cái nguồn rồi. Đó, cũng vậy luôn, tức là nó cũng như nhau luôn. Ở ngay này nó có cái nguồn nè. Đó, anh em thay thôi, thay cái nguồn thôi. Là cái này là 220 thì nó sẽ mắc hơn 100 ngàn. Đó, em thay cái nguồn rồi thì mắc 100 ngàn thì nó là 1,8 triệu. Đó, 1,8 triệu, rất là chất luôn nha anh em. Đó, cái này bơm oxy đồ hồ cá coi đồ, hoặc anh em mà anh chị em nào mà bán cá ngoài chợ đó, là mình bơm cái này, mình thổi cái này rất là bền luôn, rất là bền luôn. Con này nặng mười mấy ký á, 17 16 17 ký gì đó. Đó, nhưng mà gọn nè, đẹp nè, bền nè, động cơ Nhật nè. Nó anh em nhìn mọi thứ hết, tất cả đều của Nhật hết, sản xuất bên Nhật luôn. Đó, cái con điện 220 là 1,8 triệu, còn cái con mà điện 110 á là 1,7 triệu. Rồi em bao ship cho anh em luôn. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em ha. Đó, bơm oxy rất là ngon luôn nha anh em. Rất là ngon luôn. Đó, nhấn vô. Đó, che lại là như vậy. Rồi còn mài hay đá thì em vẫn tiếp tục cho anh em. Mài hay đá này bữa giờ anh em chuộng cũng rất là nhiều. Thì giờ em quay thì sẵn em quay luôn cho những anh em mà chưa xem á. Thì mình coi mình biết. Mài hay đá em đang có hai loại để dành cho anh em là mài dao, mài kéo, mài lặt vặt sử dụng gia đình hoặc làm thợ cũng được. Đó, mình sẽ ai cũng có nhu cầu sử dụng nó hết á. Đó, thì cái này là đá sử dụng đá 1,5 tấc. Thí dụ cái gang tay của mình là 2 tấc, nó đá 1,5 tấc là nó sẽ nhỏ hơn gang tay mình xíu. Đó, thì cái này nè, nó sử dụng là điện là 220V. Nó cái công suất của nó là 250W. Đó, công suất là 250W với lại cái dòng quay là 2800 cho tới 3400. Đó, thì cái này nó có hai cục đá, một cục đá thô và một cục đá mịn. Đó, để mình mài cho dễ, cục đá thô để mình phá, còn cục đá mà mịn là để mình mài cho đẹp, cho bén. Đó, thí dụ mài dao, mài đồ á. Thì nó chạy rất là êm nè, nó chỉ lớn hơn gang tay em xíu nè. Thí dụ cái bề ngang của nó là lớn hơn gang tay mình xíu, chắc khoảng tầm 3 tấc. Nó tầm đó. Thì ở trong đây á là cái máy này là nó dây đồng nha anh em. Dây đồng đó, bảo hành cho anh em 1 năm. Cái máy này giá là 1,330,000, chưa gồm phí ship. Phí ship con này khoảng là 70,000 nữa, trung bình thôi. Sẽ có anh em ở xa hơn thì sẽ mắc hơn xíu, còn anh em ở gần hơn thì sẽ rẻ hơn xíu, nhưng mà tầm 70,000 thôi. Đó, con này nặng 9 ký. Còn ở bên đây là con sẽ lớn hơn xíu, con này sử dụng đá 2 tấc. Đó, đá 2 tấc thì cái thông số của đá 2 tấc thì cái cục đá nó đường kính nó bằng một gang tay của mình, cũng gồm hai cục đá, một cục thô và một cục mịn để cho anh em mình dễ xài. Đó, thì cái số dòng quay thì nó cũng như cái kia thôi, 2850 dòng đến 3450 dòng. Đó, cái công suất thì lớn hơn xíu, bên kia là 250W, còn cái con này là 375W nè. Đó, sử dụng điện 220 luôn. Rất êm, gọn, dễ xài. Con này nặng 15 ký. Đó, tại sao lại nặng như vậy? Bởi vì nhà sản xuất cố tình phải sản xuất nặng như vậy để cho khi mà nó quay á, nó sẽ không có bị chạy. Còn nếu như nó nhẹ quá, nó quay tốc độ cao thì nó chạy cái máy này nè. Đó, nó là như vậy. Tùy nhu cầu anh em mà anh em chọn cái máy. Ví dụ cái máy này 2 tấc thì giá nó là 2,1 triệu, chưa gồm phí ship. Đó,
anh em nào mua thì cứ liên hệ cho em, hàng này là mới 100% full phụ kiện, em bảo hành cho anh em là 1 năm luôn đó. Cái này nè, cái này nó sẽ còn ở trong cái bộ của nó sẽ còn cái miếng kiến che ở đây nè, cái miếng kiến mình gắn mình che ở đây để khi mình mài cái này nó sẽ không văng vô mặt mình đó, với là một cái cử để mình để cái này mình đặt cái đồ lên đây mình mài đó, chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến anh em là cái máy cưa góc của Ojito nghiêng 45 độ đó, cưa góc của Ojito nghiêng 45 độ sử dụng điện 220V. Thì cái máy này á, cái thông số của nó là 5.000 vòng trên phút, sử dụng điện 220V, với lại cái lưỡi nó là 210 đó, cái lưỡi là 210 đó, để qua đây cho anh em coi đó. Còn cái mặt cắt của nó mình cắt được khoảng là từ 0 cho tới 12, từ 0 cho tới 12 ở trên, thì trên xuống chắc khoảng 8 quá. 8 là tại nó dướng cái này, 8 hoặc 10 gì đó là tại nó dướng cái đồ che. Nếu như anh em muốn cắt nhiều hơn thì anh em mở cái đồ che ra thì nó sẽ cắt được nhiều hơn xíu. Đó thì cái con này đi theo máy là cái lưỡi cắt gỗ, đi theo máy là cái lưỡi cắt gỗ, như anh em có thể gắn lưỡi hợp kim để cắt sắt hoặc cắt nhôm vô thì anh em gắn thôi. Gắn thì có thể cắt được sắt và nhôm luôn. Tùy anh em nhu cầu mà anh em gắn lưỡi. Đó thì cái này nè, cái máy này tình trạng mới khoảng 90-95%, thì hiện tại em đang bán với giá là 1.600.000. 1.600.000 nha anh em. Đó. Còn ở đây em có cái Ryobi. Đó, Ryobi thì cái thông số nó cũng gần như cái con kia luôn, thì nó cũng sử dụng là cái lưỡi cắt là 210mm, điện 220V. Đó. Thì 1200W. Đó. Thì cái này nó cũng nghiêng được một bên. Cái này nó cũng nghiêng được một bên. Và nó cắt cũng như con kia thôi. Đó, thì cái con, nhưng mà cái bàn này thì nó sẽ bự hơn con kia xíu nè. Đó, cái bàn này thì sẽ bự hơn con Ojito xíu nè. Đó thì hiện tại cái con này nè, em đang bán với giá đó là 1.700.000. 1.700.000 nha anh em. Full hợp cho anh em luôn. Đó. Còn cái này thỏi lá thì nãy em có giới thiệu đằng kia rồi, 1.200.000 cái thân máy, chưa pin sạc. Full hợp luôn. Còn ở đây em có cái máy hàng nè, máy hàng Boswell 3 trong 1. Đó, tình trạng ngoài thùng đẹp khoảng 85%. Đó thì cái con này em đang bán với giá là 6.500.000. 6.500.000 nha anh em. 3 trong 1 là nó gồm là hàng que, hàng mít và hàng tít, nhưng mà ở đây không có cái dây hàng tít. Tức là cái bộ của bên nước ngoài về không có cái dây hàng tít, cho nên là mình chỉ tính cái hàng que với hàng mít thôi. Đó, đi theo nó là cái đồng hồ, cái cọng dây của hàng que với là cọng dây hàng tít. Cái cọng dây hàng que với cọng dây hàng mít với là cái đồng hồ hạt gông. Đó, cái dây mát nó chỉ vậy thôi. Full hợp cũng vậy. Nếu như có thêm cái thùng nữa thì nó sẽ mắc hơn vài trăm ngàn nữa. Đó. Còn ở đây nè, ở đây em đang có một số cái máy rửa xe. Thì anh em nào cần cái loại nào thì cứ inbox cho em. 1800W. Ngoài thùng giá 1.700.000 đẹp. 1.800.000, từ 1.700.000 tới 1.800.000. Còn cái Zenny 125 thì ở ngoài thùng giá từ 1.200.000 tới 1.400.000 tùy tình trạng. Đó. Còn cái Cacher K4 4.500.000. Đó, máy này động cơ từ. Còn cái máy 1.800.000 mà full hợp full thùng. Đó, máy 1.800.000 mà full hợp full thùng thì nó có giá nó là 2.000.000. Đó, full phụ kiện. Nói nên anh em nào cần cái nào thì cứ liên hệ cho em. Rồi còn ở đây nè, em có cái bộ kìm Nhật 3 cây. Đó, kìm gồm kìm cắt dây điện, kìm kẹp với kìm cắt sắt. Đó, thì cái này bộ 3 cây này là em bán với giá là 450.000. 450.000. Còn về lục giác á, thì em có lục giác bông
anh em nào mà mình thích màu mè, thích đẹp thì mình mua bộ này, em cũng rất là thích. Ví dụ mình sử dụng gia đình rồi cũng ngon lành luôn, rất là đẹp. Thì cái bộ lục giác nó có hai loại, là dù lục giác bi với lục giác bông. Ví dụ bi là cái đầu như vậy là lục giác bi, còn lục giác bông là cái đầu như vậy đó. Thì cái bộ lục giác bông là giá là 200k nè, đó 200k. Còn cái bộ lục giác bi là giá 180k đó. Còn có một cái loại lục giác móc khóa nó gặp lại được đó, nó gồm cũng mấy cây cây bi nè, mấy cây bi, một hai cây bông gì, với lại cái dẹp, cái vít nè, vít dẹp, vít ba ke rồi nè, nó cũng đa năng cho mình nè. Đó, móc khóa cái này là 100k, cái này là 100k nha anh em. Còn ở đây em có mấy cái ly giữ nhiệt nè, ly giữ nhiệt hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, ly Nhật, ly giữ nhiệt Nhật, cái này em đang bán với giá 150.000 cái, full hộp mới 100% luôn. Đó, thí dụ cái mùa dịch này anh em cứ pha nước nóng là để sẵn thôi, đậy nắp là uống thôi. Đó, uống trà rồi cũng được, rất là ngon luôn. Còn ở đây em có cái bộ lục giác nè. Bộ lục giác này là nó có hai loại, tức là lục giác á, bình thường người ta sử dụng cái số chẵn, còn ở đây nó có số chẵn, số lẻ luôn nè. Một cái bộ hai loại này em đang bán với giá là 270.000, tức là cái con lục giác nào anh em cũng mở được hết á. Nó nhưng mà còn cái bộ này á, thì chỉ là lục giác thông dụng thôi, nhưng mà phần lớn người ta cũng xài thông dụng, chứ cái này thì nó sẽ hơi hiếm nhưng mà vẫn có bán đó. Cái này là 270.000. Còn lưỡi hợp kim thì hiện tại em đang còn một số lưỡi cắt sắt hợp kim á, là 100 ml nè, 120 ml nè, 110 ml nè, 120 hết rồi, còn 100 với 110, 148, 180. Đó, anh em nào cần thì cứ alo cho em, hàng nội địa Nhật luôn anh em. Nó lưỡi cắt sắt hợp kim hàng nội địa Nhật luôn. Ở đây em có cái bộ lưỡi cưa lọng nè. Đó, cưa lọng pin hồi nãy á, hoặc là cưa lọng hồi nãy á. Đó, lưỡi cưa lọng nè. Đó, bộ lưỡi này em đang bán với giá là nhiêu ta? Quên mất tiêu rồi, để cái này em báo sau đi, cái này em quên mất tiêu. Còn bộ lưỡi cưa kiếm thì 120. Còn cái bộ mũi khoan mà 3 cây á, mũi khoan đa năng á, khoan đa năng mà 3 cây của anh em á là 75k. Nó gồm 6 ml, 80 ml với 10 ml khoan đa năng đó, là mình khoan tường, khoan kiến đều được luôn á đó. Còn cái này là đầu chuyển bu lông sang vít nè. Đó, đầu chuyển bu lông sang vít, cái này là giá nó là 40.000 cái thôi, hàng nội địa luôn, nội địa luôn nha anh em. Nó nhìn nó hơi cũ cũ nhưng mà nó rất là ngon đó. Còn máy cắt sắt, máy cắt sắt hiện tại cắt sắt bàn em có của Dewar với của Ryobi nè. Của Dewar thì 2.8 triệu, Ryobi thì 2.7 triệu. Đó, Dewar này sản xuất ở bên Ấn Độ luôn nha anh em. Ryobi này thì nội địa Úc. Đó, Ryobi tình trạng 90-95%, còn Dewar là 100%. Dewar bảo hành 2 năm luôn. Đó, bảo hành 2 năm luôn. Còn Boss, hiện tại Boss em có cái khoan 3 chức năng, khoan 3 chức năng với lại bu lông. Đó, khoan 3 chức năng. Nè, khoan 3 chức năng của Boss sử dụng pin 4A. Đó. Đó. Với lại con bu lông kèm vít nữa. Đó, thì cũng pin 4 luôn. Với một sạc, tức là hai cái thân máy. Hai cái thân máy gồm kiên vít với bu lông, với lại cái khoan 3 chức năng, 2 pin 4, 1 sạc. Thì có bộ Boss này em đang bán với giá là 6.500.000 nha anh em. Nó có cái túi đựng luôn cho anh em. Đó, 6.500.000, động cơ không chở than. Còn đây Makita nè, Makita em có con này, mới tình trạng mới là 100% luôn, 99% luôn. Thì động cơ không chở than luôn, rất là đẹp luôn cho anh em. Cái này cái thân máy em đang bán với giá là 2 triệu, 2 triệu nha anh em. Đó, còn anh em nào cần pin sạc thì cứ alo cho em, có giá pin sạc luôn.
Còn về cưa xích mà chạy xăng á thì hiện tại em đang có hai dòng rất là ngon, đó là quay bên này đi. Hôm nay đen với hôm nay đỏ rất là ngon, tình trạng máy thì mới 90 mấy% luôn đó. Hôm nay đen á, thì cái lam xích của nó là 3 tấc nha anh em, tình trạng máy là mới 90-95% luôn đó. Cái con này em đang bán với giá cái máy hôm nay đen này á là giá nó là 1,6 triệu đó, máy đẹp là 1,6 triệu nha anh em. Còn cái hôm nay đỏ thì nó cái lam xích nó sẽ dài hơn xíu đó, lam xích nó được 40 luôn, 40 cm luôn nè đó. Thì tùy nhu cầu anh em lựa thôi, nhưng em thì em lại thích nhỏ gọn. Còn anh em mà mình cái nhu cầu mình cưa nhiều hơn, cưa cây lớn hơn thì mình lấy cái hôm nay đỏ, nó cũng mắc hơn 100.000 thôi, nó 1,7 triệu, 1,7 triệu nha anh em đó. Còn cái đen là 1,6 triệu đó. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em, hôm nay này bán rất là nhiều luôn, hàng xài rất là ngon mà nó nhạy nổ nữa, rất là nhạy nổ đó. Anh em nào cần cái máy nào thì cứ liên hệ cho em. Tình trạng máy thì em có nhiều loại lắm, em quay thì quay như vậy thôi, chứ có thể sẽ có một số loại máy nó rẻ hơn là nó sẽ nó xấu hơn thì nó rẻ hơn, còn có một số máy nó đẹp hơn thì nó sẽ mắc hơn. Cho nên là anh em nào cần cái nhu cầu của mình như thế nào á thì cứ lấy điện thoại gọi cho em thì em sẽ tư vấn cho anh em cho dễ. Ở đây á, thì em có cái kho nhiệt sử dụng điện 220V, cái này là nó là 2000W luôn nha anh em đó. Cái này là máy mới 100% của Dewar đó, máy mới 100% full hợp luôn của Dewar. Cái này em đang bán với giá đó là 650.000 nha anh em đó, mới 100% kho nhiệt đó. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Dạ rồi, em xin kết thúc video tại đây và em cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của em, và cảm ơn anh em đã ủng hộ em, và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới nha anh em. Dạ rồi, xin chào anh em, với lại anh em nào mới xem kênh thì nhấn giúp em cái nút đăng ký để mai mốt em có hàng mới về thì anh em sẽ nhận thông báo trước. Thí dụ anh em cái nhu cầu mình mua thì mình sẽ mua trước. Dạ rồi, em cảm ơn anh em.